Hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 11 năm 2023. Em đi gửi 8 cái lục cho 8 anh em cầu thủ ở các tỉnh thành phố. Cũng như mọi lần thì em cũng làm cái clip giới thiệu chất liệu, giá cả của từng loại lục cho anh em tham khảo. Thì anh em mua hàng bên em vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn ảnh nhỏ 0947252874. Hình thức ship hàng bên em là gửi hàng toàn quốc, nhận hàng, thanh toán luôn cho nhân viên bưu điện hoặc nhà xe. Cái lục đầu tiên em muốn giới thiệu đến cho anh em là lục thép mạ đồng, trụi nóc móc sắt như trên màn ảnh nhỏ của anh em, là 700 ngàn bao ship. Chất liệu cụ thể là không inox, nan thép mạ đồng, trụi nóc móc sắt, cầu tử từ 30 đến 45 cm, đồng giá tùy chọn 700 bao ship như hình. Nhưng mà đa số anh em đều sử dụng cầu tử 35, nên em lấy cái mẫu lục cầu tử 35 cho anh em tiện tham khảo. Giá cả và chất liệu em báo giá như hình nha anh em. Ngoài cái hình ra, giả sử như cái áo lục dây đeo là 100 ngàn, em chưa báo giá trên này. Cái lục thứ hai trên màn ảnh nhỏ của anh em cũng là lục thép mạ đồng, nhưng nâng cấp trụ móc ti đồng, 900 bao ship như trên màn ảnh nhỏ. Chất liệu không inox, nan thép mạ đồng, trụ móc ti đồng. Cái lục thứ ba là lục inox nguyên cái, trụ móc ti đồng, 1 triệu bao ship. Chất liệu cụ thể của cái lục này là không inox, nan inox, trụ móc ti đồng. Cầu tử từ 30 đến 45 nha anh em. Đồng giá tùy chọn 1 triệu bao ship. Trụ móc ti đồng bên em là trụ bằng đồng, móc bằng inox dẹp. Cái này là anh em thợ tiện người ta tiện cho em về chỉ có là ráp lòng. Nên cái trụ móc ti đồng là trụ bằng đồng, đồng tiện nha anh em. Cái lục trên màn ảnh nhỏ của anh em là lục thép lưỡng kim, trụ móc ti đồng, 1 triệu 2 bao ship. Chất liệu cụ thể của cái lục này là không inox, nan thép lưỡng kim, trụ móc ti đồng, 1 triệu 2 nha anh em. Nâng cấp cái lục thép lưỡng kim trụ móc ti đồng xanh xếp cánh bướm như trên màn ảnh nhỏ của anh em là 1 triệu 3 bao ship. Chất liệu cụ thể là không inox, nan thép lưỡng kim, trụ móc ti đồng xanh xếp cánh bướm. Anh em thích thì xếp xanh, không thích thì ta bung ra sẵn. Đây là em xếp xanh sẵn cho anh em tham khảo trên màn ảnh nhỏ. Thì khi xếp xanh thì con bổi đó đứng từ trên nhìn xuống, nó chỉ thấy cái cầu tử thôi nè. Khi con bổi nó nhảy vào thì đồng thời cái cung lưới bạch xuống và cái xanh ở dưới nó bạch ra để nó hướng bổi. Thì cái lục này anh em muốn tham khảo kỹ hơn, cứ vào YouTube và gõ từ tìm kiếm lục cô gái cánh bướm, cô gái tánh linh Bình Thuận. Thì rất nhiều cái clip em hướng dẫn sử dụng lục, test lục em đã để sẵn trên đó cho anh em tham khảo. Ngoài ra bên em còn cung cấp thêm mẫu lồng gáo như trên màn ảnh nhỏ, 550.000 đồng bao ship. Chất liệu không inox, nam thép, lưỡng kim, cầu tử 60 cm, tháo rời nha anh em. Cái này đánh bằng hình thức dịch dây chanh giống như đàn cò, và đặc biệt là không lợp lá để đánh trống vậy nha anh em. Cảm ơn anh em cầu thủ, anh chị em cộng đồng YouTube đã bỏ chút ít thời gian để theo dõi cái clip và đăng ký ủng hộ kênh. Chúc anh em cầu thủ, anh chị em cộng đồng YouTube sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn ảnh nhỏ 0947252874 hoặc Zalo 0947252874 ạ.